Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ đang nằm trong vùng ảnh hưởng bởi không khí lạnh đang suy yếu. Trạng thái nắng hanh sẽ duy trì ở nhiều khu vực, mưa sẽ không còn ảnh hưởng ở khu vực này. Tuy nhiên, đối với các khu vực ở ven biển của Trung Bộ, khu vực Nam Trung Bộ do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi gió đông bắc liên tục dồn hơi ẩm từ biển vào trong đất liền, trạng thái mưa dông rải rác sẽ còn duy trì ở khu vực này đến hết cuối tuần này. Từ ngày thứ hai của tuần tới thì thời tiết có phần chuyển biến tốt hơn, thời tiết chủ đạo ít mây, không mưa và nhiều nơi có nắng. Đối với khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, mưa nhỏ rải rác sẽ còn diễn ra ở một ít ở khu vực, ban ngày nhiều nơi có nắng đan xen. Khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh khu vực phía Tây của miền Tây Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm 26 tháng 2. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rất đậm, rất hại, với nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Sáng đến, thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rất có nơi rất đậm, rất hại, với nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, có nơi dưới 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rất đậm, rất hại, với nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, vùng núi từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, với nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi từ 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có nơi có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Lưu xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 17 đến 20 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 22 đến 25 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Lui xuống khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, miền đông có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Và cứ bản tin hôm nay là chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ đêm nay, cường độ gió trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.